Thưa quý vị, chiều nay 28 tháng 6, hơn 12.880 thí sinh của thành phố Cần Thơ đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 với môn thi cuối cùng là ngoại ngữ. Trong buổi sáng, các thí sinh đã làm bài tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn thành phần vật lý, hóa học, sinh học và bài tổ hợp khoa học xã hội gồm lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Mỗi môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp có thời gian làm bài 50 phút. Buổi chiều, các thí sinh thi môn ngoại ngữ với thời gian làm bài 60 phút. Tất cả đều thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Em thi theo khối tự nhiên thì em thấy là địa lý thì vừa sức em, còn địa hóa thì có vài câu khá là nâng cao. Nguyên đề sinh năm nay thì em thấy khó. Dạo qua hai ngày thi thì em cảm thấy là em khá tự tin với cách gỡ thi của mình. Em thì em thi khối xã hội. Theo em nhận xét thì đề năm nay nó có vẻ là nó khó hơn năm ngoái. Có hơn năm ngoái một xíu. Sử thì từ câu 37 trở lên đó là nó sẽ có những cái câu khó hơn. Còn địa thì có hai câu là nó sẽ có cái mức độ phân hóa hơi cao một xíu nên em cũng không có chắc chắn. Còn giáo dục công dân không đọc kỹ đề thì em nghĩ là sẽ sai. Theo báo cáo từ Sở Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ thí sinh dự thi bài thi khoa học tự nhiên với các môn đạt từ 99,55 đến 99,71%. Đối với bài thi khoa học xã hội, thí sinh dự thi các môn từ 99,66% đến 99,90%. Riêng môn ngoại ngữ với năm thứ tiếng, tỷ lệ thí sinh dự thi từ 98,67% đến 100%. Bé thi về cảm thấy bé rất là vui. Thấy là cái sự phấn khởi bé làm bài được thì mình cảm thấy là mình cũng mừng. Còn những còn lại ngày sau nó sẽ như thế nào cũng hơi hồi hộp. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo đúng tính nhân văn của kỳ thi, không xảy ra sự cố bất thường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy ở các điểm thi. 100% cán bộ coi thi và các thí sinh không vi phạm quy chế kỳ thi. Nguyên nhân của cái kết quả đạt được đối với việc tổ chức kỳ thi, cái thứ nhất là được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của thành ủy, của ủy ban, và nhất là đối với ban chỉ đạo của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của thành phố Cần Thơ. Cái việc thứ hai nữa đó là đối với là cái công tác chuẩn bị thì hội đồng thi cũng đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đảm bảo các cái điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực, con người cũng như là các cái yêu cầu là để phục vụ cho cái các cái điểm thi để tổ chức là cái kỳ thi là thành công. Và cái thứ ba là về tinh thần trách nhiệm, là đối với tinh thần trách nhiệm của cán bộ coi thi, lực lượng thực hiện nhiệm vụ thi ở các cái điểm thi thì tinh thần trách nhiệm rất là cao. Và thứ tư là đối với công tác là thanh tra kiểm tra thì được triển khai là chủ động và chặt chẽ, và công tác thanh tra kiểm tra có hỗ trợ đối với các điểm thi, đối với cán bộ coi thi để qua đó là phòng ngừa từ xa và góp phần cho tổ chức kỳ thi thành công. Về công tác chấm thi, dự kiến ngày 29 tháng 6 sẽ tiến hành làm phách, ngày 30 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7 sẽ triển khai chấm thi và ngày 17 tháng 7 sẽ công bố điểm thi.